Đây là đơn trả hàng ở trên Shopee này. Mã đuôi là 6XMD. Đấy. Khách này trả hàng còn nguyên vẹn đây này. Chưa cắt ra. Chưa cắt ra. Trong nội dung ghi này. Nội dung là dư không có nhu cầu sử dụng. Cái này là bị đặt trùng của bên mình chứ không phải là Đặt một bên lúc hai đơn. đặt vào lúc hai đơn, nhân viên mình cứ in ra gửi đi thôi. Đây. Quay sang bên này. Ô, lại đâu rồi? Để copy cái tên đã. Đây, copy cái tên của khách đã. Quay ra đây sẽ thấy là nó có hai đơn. Đấy, khách này đặt hai đơn giống nhau. Đấy. Tên đây. Nhưng không có gì mà khác mô tả hết đâu. Không không có lỗi gì của bên mình đâu, đây là khách đặt trùng thôi, bên mình gửi đi khách trả về còn chưa bóc đây này. Khách nhận hai đơn giống nhau thì khách trả về một đơn này. Mà chả hiểu sao đã nhận rồi thôi đừng nhận nữa, lại còn nhận làm gì, hai đơn không biết. Không được trừ phí bên mình nha.